Vâng, Cường Micro xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì đến ngày hôm nay mới có thời gian để review đến nội thất cũng như là một mẫu sản phẩm mới chuyên trị xúc kép cực kỳ ngầu, đánh từ những cờ cặp sờ xúc kép từ 220 hoặc 100, xúc kép từ 250 hoặc 115, thoải mái tẹt ga luôn các nhá. Đó, mẫu đẩy CA38. Thì đối phiên bản này nó sẽ chất ở đặc điểm gì thì hôm nay em sẽ review giới thiệu đến toàn thể các bác cũng như anh em để xem cũng đánh giá về đối độ chất của con đẩy này. Và đây mẫu đẩy chuyên cho anh em đi sự kiện thôi nhá, em không khuyến khích các bác chơi gia đình dòng đẩy này, vì trừ khi nhà bác nào dùng dàn quá lớn thôi. Tổng số lượng hôm trước em về tổng là sơ khoảng độ 40 chiếc, thì hôm qua cũng bán đổ buôn cho một số anh em cũng vãn rồi. Thì hôm nay đây còn ở đây và em một chuyển ra cả một chút. Thì nhân tiện ở kho đây thì nó hơi bừa bãi một chút, thì như biết thì một đơn vị em, thì đơn vị nếu mà nói đến nhập đẩy công suất, chuyên nhập số lượng để đổ buôn đổ xỉ cho anh em nữa. Đấy. Và hôm nay em sẽ mở nội thất ra các bác cùng xem đánh giá đối mẫu đẩy này với thiết kế. Hôm nay không mang thước ở đây nhỉ? Thôi rồi. Thành nhấc cho anh con này, mới cái nắp ra. Với mặt đằng trước nó mặt chữ xanh các bác nhá. Grab Auto CA30 chữ lớn. Đó. Rất là đẹp và ngầu. Ở đây em đã tháo hai tai ra để chuyển đi xa nhá, chắc có hai tai đấy nhá. Có hai tai để bác nắm tay xách đấy bác nhá. Và đối với phiên bản này là phiên bản nâng cấp với thiết kế 4 quạt gió bác nhá. 4 quạt gió này. Được chưa ạ? Và sử dụng là 64 đèn. Có những gì và sử dụng một bán kính nguồn đồng bằng lắp bác nhá. Bán kính đồng nguồn lớn bằng lắp bằng mặt luôn. Size 3U. Như biết thì một con đẩy size 3U mà nguồn đồng nó size bằng lắp này bác kia chất như nào. Và phiên bản nâng cấp ở đây nó thiết kế đến 2 dàn tụ các nhá. 2 4 6 8 10 12. 12 tụ một dàn, nó sử dụng cho một vế và 12 tụ ở phía dưới. Để bác nhìn rõ. Đừng quay nghiêng cho anh em nhìn. 2 dàn tụ các nhá. Với công suất cho ra là 1600W một kênh. Các bác có thể đánh được tốt cho em là như em vừa giới thiệu rồi, một cặp bát và xúc 50 từ 220 hoặc 100, hoặc một cặp xúc từ 250 cùng 115. Và cái dòng đối dòng đẩy như các bác thì chuyên trị xúc kép thì nó sẽ thiên về tiếng trầm nhiều. Thì ở đây mẫu đẩy em giới thiệu bác mà mẫu đẩy chạy dòng sò thiên về tiếng trầm, tiếng xúc. Chính vì vậy mà đối dòng đẩy này em vẫn ưa chuộng, các bác vẫn hay ưa chuộng, đó là cái tiếng xúc nó cho ra rất là hay, vì nó sử dụng dòng sò Toshiba Japan. Nhưng mà để con đẩy chất thì bác nhìn này, nó cái linh kiện nó rất sắc nét xịn sò các nhá, nó không bị mờ nhạt. Đối phiên bản này nó chất hơn so với phiên bản xe 30 trước đó Hiếu Minh bán cho các bác cũng anh em, đối phiên bản này nó chất hơn đấy các bác nhá, từ các linh kiện nó khác hẳn luôn. Toshiba 5200 Japan. Và Toshiba 1943. Nó rất là sắc nét. Điểm quan sát. Trời không đủ tối đấy các nhìn. Những con sò thanh tản nhiệt nó đều bắt ốc xe hết. Dưới 4 quạt gió tản nhiệt. Tất cả trở thẳng tắp, men vỉ màu xanh cực kỳ ngầu. Cái điều quan trọng là phiên bản này nó sử dụng 2 dàn tụ, nó như con đẩy Martin bên Hiếu Minh bán ý. Con đẩy Martin nó sử dụng đến 2 dàn tụ nhưng cái lượng tụ nó nhiều hơn. Và nó sử dụng 4 kênh. Còn đây là mẫu đẩy 2 kênh. Đó, 2 kênh cũng sử dụng 2 dàn tụ. Rất là chất, con đẩy rất là chất. Em không có thước, em sẽ đo bằng găng tay cho bác nhé, áng nhá. Một gang này, hai gang, mỗi gang này nó dường 22,5 rồi, 50 này. 50 cộng với là cho em 15 phân là 65 phân thôi nhá. Bề sâu dần 65 phân, còn bề ngang thì có tiêu chuẩn cỡ rồi. Còn bề cao là size cao 3U rồi, sử dụng bán kính nguồn đồng bằng lóc luôn. Con đẩy mới tinh được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm, một đổi một trong 1 tháng đầu. Anh em yên tâm sử dụng đối với con đẩy chuyên trị xúc kép các nhá. Và như biết thì đối với thiết bị điện tử luôn được nâng cấp và cải biên về chất lượng và cái tiếng của nó, và cái quan trọng hai nữa là cái giá thành. Thì đối con đẩy này thì nó sẽ giá nó bên bản cao hơn nên nó nhỉnh hơn một chút bác nhá, thì sử dụng đến 2 dàn tụ của nó này. Và các dây dợ bác nhìn cái điểm dây nó đi quấn
hàng rất là chất luôn, để nó từ chất các bạn. Con đẩy chất này cũng báo cáo bác thì con đẩy này nó cùng công ty với con em nhập cùng công ty với con đẩy Martin 36.000 mà hiện tại em đang bán cho anh em cùng công ty, vì hiện tại con đẩy đấy nó rất là bền nên em cùng nhập luôn. Còn đây là mã nó là y tên thôi, nó hàng loại 1, nhưng em nhập cùng cái đơn vị sản xuất đẩy Martin 36.000 bên Hiếu Minh. Hiện tại đôi Martin bên Hiếu Minh đang bán rất là chạy, con đẩy 4 kênh chuyên trị full đôi với công suất cho ra 1.400 watt một kênh, đéo mẫu 4 kênh, còn đây mẫu 2 kênh 1.600 watt một kênh, đánh được tốt, tập súc kép, đánh bền bỉ. Có lưu ý khi các bác đã chơi súc kép thì lên chơi một con đẩy riêng biệt thì tiếng nó mới hay được bác nhá, chứ không nên tận dụng con đẩy 4 kênh trừ khi nhà các bác chơi gia đình, gia đình cũng có một quả đơn hay gì đó thì mình tận dụng được thôi. Còn khi anh em đi sự kiện lên đánh con đẩy riêng cho súc thì tiếng hay là thứ nhất và độ bền bỉ nó cao đó. Và Hiếu Minh cũng luôn thay đổi nhập những sản phẩm chất lượng về để phục vụ các bác của anh em. Thì một trong video hôm nay em review đến mẫu đẩy Crest Auto CA38, mẫu đẩy thương hiệu của Mỹ, nhưng đây là hàng loại 1 các bác nhé. Đây là thương hiệu của Mỹ thôi các bạn, em nói rất rõ ràng thương hiệu Mỹ nhưng nó là hàng loại 1 thôi. Và mẫu đẩy này thì rất phù hợp cho bác chơi sự kiện và nhất là đi show đám cưới. Đây mẫu đẩy đây là rất là hot, sử dụng hai dàn tụ, bác nhìn chất, nói chung nhìn cái chất là bác biết rồi. Hai dàn tụ này bác nhìn nó chất nhà rồi, rất là ngầu. Linh kiện sắc nét thẳng tắp, vỉ men màu xanh. Đối với những con đẩy lớn này rồi quay cho anh với, quay cho anh với bộ đây. Nó sử dụng cái hậu của nó bác lưu ý nhá, dây nguồn là dây nguồn lớn bác nhá, dây nguồn lớn này có đường linh bác nhá, linh này. Và ở đây là tín hiệu vàng của đường linh rất là chất. Với các chế độ đánh như Bright, System, Parallel và chế độ Group thì con đẩy này thì như biết thì nó sẽ đánh mát hơn so với những con đẩy CA30 trước đó Hiếu Minh bán cho các bác, vì nó sử dụng đến 4 quạt gió lớn. Những con đẩy CA30 trước bán tất nhiên nó có độ bền rất là cao, nhưng nó sẽ là cái độ mát máy thì nó sẽ không bằng con CA38 hiện tại nó giới thiệu bác, vì dòng này nó sử dụng tự nhiên tụ lọc, nó đảm nhiệm đến 2 vỉ tụ, 2 dàn tụ riêng biệt cho 2 kênh mà sử dụng rất nhiều tụ. Và cái thứ hai nữa là sử dụng 4 quạt gió tản nhiệt, nó làm mát, vì đấy con này đánh rất là mát máy các bác nhá. Đấy. Thì một con đẩy có thể nói là chất, bền và giá hợp lý thì hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các anh em. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với cả Minh, một đơn vị nhập và bán buôn bán sỉ bán lẻ với rất nhiều các mẫu đẩy khác nhau, các đẩy công suất từ công suất thấp, công suất cao, công suất chuyên sự kiện đều có cho các bác cùng nghe. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.